Điều đầu tiên ta phải nói đến chùa Ba Vàng. Chùa Ba Vàng hay còn gọi là Bảo Quang Tự, nằm trên lưng chừng núi Thành Đặng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Chùa tọa lạc trên một vị trí rất đẹp, ở độ cao là 340m so với mực nước biển. Phía trước sông dài, phía sau tựa lưng vào núi, hai bên là rừng thông trải dài xanh ngát, mênh mông. Du lịch chùa Ba Vàng là đến với vùng đất Phật linh thiêng, huyền bí, được xây dựng ở vị trí có đầy đủ các yếu tố: sông dài nằm phía trước, đằng sau là núi cao, hai bên là thanh long bạch hổ, một mỹ cảnh làm đắm say lòng người và du khách thập phương. Chùa được xây dựng vào năm Ất Dậu 1706 dưới triều vua Lê Dụ Tông, trải qua thời gian cùng sự tàn phá của thiên nhiên và chiến tranh, chùa Ba Vàng đã trở thành phế tích. Từ đó đến năm 1988, chùa được tôn tạo trùng tu lại bằng gỗ. Đến năm 1983 thì chùa được xây dựng lại. Các di vật của chùa hầu như là không còn, chỉ còn lại một cây hương đá, một tấm bia linh vị của thiền sư và các viên tảng đá kê chân cột. Như vậy là chùa đã mất đi hầu như là gần hết những cái hiện tại của chùa, mà chỉ còn sót lại một số vật như vậy thôi. Trải qua năm tháng, chùa đã nhiều lần được trùng tu tôn tạo, nhưng vào năm 2011, để đáp ứng nhu cầu tu học của nhiều tăng ni Phật tử và Hoàng Dương Phật Pháp, ngôi chùa Ba Vàng một lần nữa được khởi công xây dựng và quy mô lớn, khang trang và đẹp đẽ. Ngày nay, chùa trở thành một những địa điểm du lịch tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ngôi chùa được thu hút rất nhiều du khách từ trong nước và ngoài nước ghé thăm. Ngôi chùa thờ Phật, thờ Bồ Tát, chư hiền thánh tăng và chư liệt vị tổ sư. Trong chùa có nhiều pho tượng bằng gỗ được đặt ở các vị trí khác nhau, như Quan Âm Bồ Tát, Phật A Di Đà, Tam Bảo, Tam Thế, Ông Thiện, Ông Ác. Quý vị và các bạn vừa nghe tôi giới thiệu đôi nét về chùa Ba Vàng. Đây cũng là một cái điều đặc biệt của ngôi chùa. Điều đặc biệt nữa là chúng ta tiếp tục đi vào thăm khu ăn ở, sinh hoạt và tu tập của các chư tăng chùa Ba Vàng ở trong núi, trong rừng. Đây là một cái đặc biệt mà hầu như các nơi ở trên thế giới là hầu như là không có tu tập ở trong rừng, ăn ở trong rừng như thế này. Cái điều đặc biệt thứ ba nữa là trước khi vào chùa, vào trong khu rừng để thăm nơi chư tăng tu tập, thì toàn bộ nhân dân Phật tử là đi chân đất, không ai đi dép. Đấy là một cái điều đặc biệt như vậy. Từ cô chủ nhiệm cho đến các Phật tử là phải đi chân đất. Mà đi chân đất thì các vị biết rồi, đi chân đất vào trong rừng, rất nhiều sỏi đá và cành cây, khi dẫm lên những cái thứ đấy thì thôi rồi, chân rất là đau. Thế nhưng các chư tăng chùa Ba Vàng ngày ngày qua tháng nọ đến tháng kia, đấy, ngày qua ngày, đêm qua đêm, tháng qua tháng, năm qua năm, là toàn đi chân đất từ ngoài chùa vào trong rừng. Mà đi từ chùa vào trong rừng không phải là một đoạn đường ngắn, mà đường dễ đi. Đoạn đường đi từ chùa vào trong khu vực tu tập của các chư tăng là 4 km, tức là 4.000m các bạn, 4.000m. Mà đường đi thì rất là khó đi, nó là đường mòn, nào là đất, nào là đá, nào là sỏi, chủ yếu là sỏi và những quả thông. Những quả thông thì nó có những cái vảy gai mà dẫm vào nó thì đau chân lắm, rất là đau. Thế nhưng mà các chư tăng vẫn chịu đựng, âm thầm lặng lẽ đi ngày đi đêm để vào trong khu rừng tu tập để thành đạo. Đây là một cái tinh thần, ý chí, quyết tâm của các chư tăng thành Phật thì phải có ý chí như thế. Thế thì như vậy là hôm nay các bạn theo dõi trên màn hình là toàn bộ từ cô chủ nhiệm cho đến nhân dân Phật tử là đi chân đất. Bây giờ bắt đầu toàn bộ đoàn là đang bắt đầu đi vào khu
rừng của các thầy tu. Nhưng thực tế ra như vậy, khu rừng của các thầy tu chưa phải đã đến nơi, mà bắt đầu đi vào đầu khu rừng thôi. Đây là bìa rừng các bạn, đây gọi ta gọi là bìa rừng đấy, chứ chưa phải là giữa trung tâm rừng. Đây các bạn đang theo dõi trên màn hình đây, rất đông nhân dân Phật tử đang đi, mà ai cũng hồ hởi phấn khởi vui mừng được biết nơi các chư tăng của chùa Ba Vàng là tu như thế nào, ở như thế nào, sinh hoạt ra làm sao, rất mong muốn được biết. Bây giờ chúng ta lại quay trở lại cái công việc đi vào trong khu rừng núi để tham quan khu vực của các chư tăng. Ở trên này các bạn đang theo dõi là toàn bộ nhân dân Phật tử đang đứng ở sân chính điện của chùa Ba Vàng chờ cô chủ nhiệm dẫn đi vào trong khu rừng để tham quan. Bắt đầu đoàn di chuyển vào trong khu rừng thì đi qua nơi mà các chư tăng ăn ở. Khu vực này là toàn bộ chỉ dành riêng cho các chư tăng chùa Ba Vàng, ngoài ra các Phật tử và nhân dân không có nhiệm vụ là không được vào khu vực này. Đây là dẫn đầu đoàn là cô chủ nhiệm của câu lạc bộ Cúc Vàng đang dẫn chúng ta đi vào khu của các chư tăng. Khu của các chư tăng thì bắt đầu từ đây và đi vào trong khu rừng dài 4 km mới đến nơi các chư tăng tu tập và ăn ở sinh hoạt tại trên lưng chừng núi ở phía sau chùa Ba Vàng. Đây là khi ta đi vào là bắt đầu là bìa rừng. Bìa rừng này là có một cái cổng rất là to, cao và có một cái mái vòm rất là rộng lớn để đón tất cả các quý khách, Phật tử và nhân dân đứng ở đây để chờ đợi cô chủ nhiệm dẫn vào trong khu rừng của các chư tăng. Toàn bộ khu vực này là đường mòn bằng đá, sỏi, cát chứ không trải bê tông như chúng ta thường nghĩ. Được con đường này là rất nhiều sỏi và đá gồ ghề và thậm chí còn có đá sắc nhọn nữa. Nếu mà chúng ta đi không cẩn thận là sẽ bị chảy máu chân, xước chân và sẽ bị ngã. Các bạn đã theo dõi trên màn hình là toàn bộ đoàn nhân dân Phật tử hôm nay được cô chủ nhiệm dẫn vào trong rừng nơi các chư tăng ngồi thiền tu. Con đường này rất là nhỏ, chỉ rộng khoảng 2 mét thôi. Đây ta gọi là đường mòn. Đường mòn này đi từ nơi các chư tăng ở và chùa Ba Vàng đi vào. Đấy, chúng ta đi vào sâu vào trong rừng. Đây là đoạn này cô chủ nhiệm đang đứng lại và truyền đạt những cái tinh thần mọi người đi vào trong khu rừng. Chúng ta đi thì không được bẻ cây, không được dẫm lên tất cả các cái cây ở hai bên đường, mà chúng ta đi vào giữa cái con đường mòn đó thôi. Con đường mòn này là do chư tăng chùa Ba Vàng đi lại nhiều lần nên là nó thành một cái lối đi. Hai bên lối đi này, tức là hai bên của con đường mòn này, khi ta đi vào trong khu rừng, bên tay trái chúng ta là núi mà bên tay phải chúng ta là vực. Do vậy là chúng ta đi phải thật cẩn thận, tuyệt đối không được đi ra phía ngoài bờ vực. Nếu mà trượt chân là ngã xuống vực, rất nguy hiểm cho tính mạng của con người. Đây là một đoàn nhân dân Phật tử cùng cô chủ nhiệm đã đang đi vào trong khu rừng. Các bạn thấy là rất là đông. Hai bên con đường mòn này là những cái cây đấy, các bạn đang theo dõi là rất đông Phật tử. Hai bên đường là những cái cây xanh tươi mát rủ bóng xuống dưới con đường để che nắng cho, trước tiên là che nắng cho các chư tăng chùa Ba Vàng đi vào trong rừng để tu tập. Thứ hai nữa là nhân dân Phật tử đi vào trong khu vực rừng này thì cũng mát, có bóng cây che chứ không bị nắng. Còn mưa thì tất nhiên là phải ướt rồi, mưa bão thì không thể tránh nổi.
Chúng ta đi vào cái lúc mưa bão thì chắc chắn là vừa ướt mà lại coi như vừa khó đi trơn đường đấy. Chứ còn khi ta đi xuất phát đi là trời nắng không có mưa, nhưng mà đùng một cái đi đến giữa đường là mưa là rất là mệt mỏi nguy hiểm đấy. Các bạn đang theo dõi trên màn hình là các Phật tử đang đi vào trong khu rừng rất là chăm chú và hào hứng muốn đi vào đến nơi và thật nhanh, càng nhanh càng tốt để tham quan và trực tiếp chứng kiến cái khu vực các chư tăng ăn ở và tu tập. Toàn bộ khu rừng là các bạn đang theo dõi là tre nứa này và các cây gỗ quý rất nhiều. Đây là khu rừng nguyên sinh. Rừng nguyên sinh này do trung ương quản lý, do vậy là tuyệt đối không được ai khai thác cây ở trong khu rừng này. Đây các bạn theo dõi, đây là đường mòn toàn đất mới lại sỏi với đá thôi. Nhân dân Phật tử đi là toàn đi trên đất thôi, chứ không được đi dép. Cho nên là trong chuyến đi này các bạn cũng thấy là cũng có nhiều người chảy máu chân đấy, xước sát chân, nhất là những cô thiếu nữ và những anh chàng người thành thị không đi đất quen mà chủ yếu là người ta đi giày đi dép thôi. Do vậy là cũng nhiều người bị chảy máu chân, trực tiếp tôi cũng đã nhìn thấy rồi. Đây các bạn thấy như vậy là toàn bộ khu rừng như vậy, rất là nhiều cây cối rậm rạp. Ở trong khu rừng này thì hiện nay là các loại muông thú là còn ít thôi chứ không nhiều, rắn rết các thứ thì còn nhiều, nhưng mà các cái loại như là sơn dương đầu bò rồi khỉ rồi nai hươu voi hổ báo là không còn nữa. Ngày xưa thời kỳ cách đây mấy nghìn năm là rất là nhiều, nhưng bây giờ thời kỳ này là trước khi chùa Ba Vàng xây dựng ở khu vực này thì cũng đã là hết, không còn muông thú nữa rồi. Thỉnh thoảng còn những cái tiếng con chim con cú nó kêu vớ vẩn thôi chứ không còn nhiều. Đây các bạn theo dõi đứng ở trên cao quay chụp xuống dưới khu vực nhân dân Phật tử đi thì rất là đông. Đây khu rừng này là rừng thông các bạn, đây là rừng thông. Rừng thông này do một công ty của nhà nước quản lý. Các công nhân thường ngày là đến đây lấy nhựa thông về để làm những công việc khoa kỹ thuật. Rất như là nhiều thông, khu rừng này là chủ yếu là thông là nhiều. Thông này là thông lấy nhựa các bạn. Đấy. Các bạn đang theo dõi trên màn hình là bên tay trái màn hình các bạn là những cây mây, cây tre, cây trúc. Còn bên tay phải các bạn là vẫn là rừng thông, rất là nhiều thông. Còn giữa đường là một cái giữa lối đi là một cái đường mòn toàn đất đá với sỏi thôi chứ không có nhựa trải như ở ngoài phố. Hai bên đường là những cái cây dương xỉ mọc rất là nhiều. Đoàn Phật tử và nhân dân đi rất là chăm chú đi, mà đúng ra là phải chăm chú đi để nhìn từng bước chân một đi, nếu không nhìn là dẫm phải những cái viên đá, những cục sỏi và những cái quả thông rơi xuống là chảy máu chân luôn. Do vậy là khu vực này chủ yếu là dành riêng cho các chư tăng đi vào nơi khu vực để trên núi để tu tập. Do vậy là bàn chân của các chư tăng này là rất là chai sạn, rất là rắn rỏi, cho nên các chư tăng giả sư của chùa đi vào là không, chắc chắn là không bao giờ bị chảy máu chân rồi xước chân rồi. Chứ còn những nhân dân Phật tử mới đi vào đây lần thứ nhất, kể cả lần thứ hai, lần thứ ba chẳng nữa thì không phải là thường xuyên đi, mà cứ rời khỏi khu vực này là người ta đi dép rồi, đi giày đi tất rồi, cho nên là không bao giờ người ta bị xước chân. Cho nên là khi đi vào trong này là toàn bộ phải bỏ dép ra, bỏ giày ra là chắc chắn là xước chân, là không thể tránh khỏi. Đấy các bạn nhìn như vậy là cái con đường mòn này là rất là nhiều đá, đá sắc cạnh cũng có, rồi sỏi sắc cạnh cũng có, rồi những cái cây cỏ sắc cũng có rất nhiều loại. Mà nếu ta đi không cẩn thận là cái cây cỏ nó vướng vào chân ta, nó cũng bị cứa vào chân ta, cũng rách chân.
và chạy bóng, đấy là điều đương nhiên. Dẫn đầu là cô chủ nhiệm, đi phía sau là toàn bộ nhân dân Phật tử của chùa Ba Vàng và nhân dân ở ngoài đi vào. Còn khu vực này các bạn theo dõi là bắt đầu đoàn đã lên đến khu vực của chư tăng tu tập. Toàn bộ đây các bạn thấy như vậy, các Phật tử đã quỳ gối xuống để chắp tay lại lên phía trên mà các chư tăng tu tập ở trên đó. Đây vẫn là phía dưới chứ chưa phải là lên phía trên. Còn khu vực này là chính thức là đã bắt đầu đến rồi. Đấy, là các nhân dân Phật tử vẫn miệt mài, vẫn phải cặm cụi để đi lên từng bước một. Bởi vì tại sao không ngẩng mặt lên để mà nhìn? Nếu ta ngẩng mặt lên, ta nhìn lên phía trên thì là chân ta sẽ dẫm phải những cái viên đá sắc nhọn, viên sỏi sắc nhọn, hoặc là những cái cây cỏ sắc nhọn là cứ vào chân ta là bị chảy máu chân, sất trước chân tay. Ở đây là chính thức bắt đầu, khu vực này là khu vực của chư tăng chùa Ba Vàng tu tập và ăn ở tại khu đây. Khi đoàn đến nơi thì các chư tăng của chùa Ba Vàng ra đón và mời tất cả các Phật tử nhân dân cùng đoàn lên trên tham quan nơi các chư tăng chùa Ba Vàng ăn ở, sinh hoạt và tu tập. Đây chúng ta đi lên, đấy, bắt đầu đi từ dưới con đường mòn đi lên trên núi, không phải là ta đi vào con đường như vừa rồi nữa, mà ta lại len lỏi đi vào từng gốc cây, đấy, gốc cây, gốc nứa, gốc tre, để bám vào từng cây một để ta đi len lỏi đi và đi leo lên trên núi, chứ không phải là có một con đường mòn nào đó để ta đi lên nó dễ dàng. Đây là chư tăng chùa Ba Vàng đang dẫn chúng ta đi lên trên khu vực nơi ở của chư tăng ở trong rừng. Đấy, cái khu vực nào khó khăn nhất và khó đi nhất thì chư tăng đã phải bắc cầu và làm những cái cây tre làm tay vịn để cho thứ nhất là các chư tăng đi lại cho chắc chắn, không có một cái nơi vịn vào để không bị ngã. Cái thứ hai là khi có đoàn của nhân dân Phật tử hoặc khách nước ngoài hoặc là khách thập phương đến thăm thì người ta cũng có cái bám víu vào đó để đi lại cho đỡ bị ngã. Đây là các bạn đang theo dõi, đây là khi đi lên. Khi lên lên cái khu vực này, đây các bạn thấy rất nhiều chai nước. Đây là chai nước là mang từ dưới chùa mang lên chứ không phải là nước ở đây. Nước ở chùa thì lấy từ ngọn núi xuống để cho nhân dân Phật tử và các chư tăng chùa Ba Vàng sinh hoạt ăn uống. Còn thực tế ở trên núi này mà các chư tăng đang tu tập ăn ở đây thì lại không có nước, mà nước lại phải lấy từ dưới chùa mang lên. Đấy, khi đoàn đã đến nơi thì các chư tăng tập trung trước cửa một hội trường. Đấy, hội trường rất là lớn và hoành tráng. Đây là các bạn đang theo dõi là cô chủ nhiệm cùng các nhân dân Phật tử đang ngồi thỉnh với các chư tăng chùa Ba Vàng là hôm nay chùa tổ chức cho câu lạc bộ đi dẫn nhân dân Phật tử lên để tham quan nơi ăn ở của các chư tăng chùa Ba Vàng tu tập. Đây nhìn từ trên độ cao nhìn xuống, các bạn thấy như vậy là toàn bộ đây là khu rừng trên lưng chừng núi mà một cái hội trường nho nhỏ đây. Đấy, ta gọi là hội trường. Tại sao ta gọi là hội trường? Bởi vì chỗ này là cái chỗ lớn để có công có việc thì các chư tăng tụ tập về đây để bàn bạc phân công đàn lễ và tiếp xúc tất cả các Phật tử nhân dân thập phương và khách nước ngoài khi lên thăm nơi ở của chư tăng thì sẽ tập trung ở khu vực này và trò chuyện những câu chuyện về Phật pháp, về những câu chuyện tu tập,
những câu chuyện về ăn ở sinh hoạt ở của các chư tăng ở khu vực này. Trời mưa, trời nắng, bão gió, rét mướt, rồi các chư tăng vẫn phải ở khu vực này để tu tập. Bởi vì chùa Ba Vàng có một cái nơi để tu tập riêng của các chư tăng, của các nhà sư ở trong rừng, chứ không phải là tu tập ở dưới chùa. Thế cho nên là như vậy, đi từ chùa chính điện, đi từ ban chính điện của chùa Ba Vàng lên nơi này tập trung là 4 km, về 4 km là 8 km đi trên đất các bạn. Đây thực tế, đây các bạn đang theo dõi, đây là một căn nhà của một chư tăng. Đấy, căn nhà này toàn bộ dựng bằng bạt, bốn quanh là bạt. Căn nhà này dựng với 4 cây tre. Đấy, phía trên 2 cây cao, phía sau 2 cây thấp, và bốn xung quanh là trùm lên một cái miếng bạt, bạt được đặt che nắng che mưa để chư tăng ngồi bên trong tu tập, ăn ngủ tại nơi này. Đấy, đây là các bạn đang theo dõi, đây là một cái con đường đi lên nơi các chư tăng tu tập. Đấy, rất là khó đi, toàn đá với lại đá to thôi. Đấy, nếu ta đi không cẩn thận là ta sẽ bị ngã. Để cho chắc chắn thì mọi người đi lên đều phải bám tay vào các cây. Đấy, các cây xung quanh. Đấy, để đi lại cho nó đỡ bị ngã. Còn đây là khu vực này, là chư tăng đang đứng đây, là nơi vực khu vực này chư tăng tu tập. Các Phật tử bắt đầu lên đến nơi và thành kính đảnh lễ, chắp tay quỳ gối kính cẩn trước các chư tăng. Bởi vì trước kia Đức Phật của chúng ta là tu tập toàn bộ ở trong rừng, ngài ngồi gốc cây Bồ Đề. Đấy, rồi là sinh ra ở trong rừng. Do vậy là bây giờ chùa Ba Vàng cũng học Đức Phật là tu tập ở trong rừng. Đây là toàn bộ nhân dân Phật tử đang chắp tay cung kính vái lạnh các chư tăng ở trên khu vực núi. Tiếp theo tôi đã nói tiếp chuyện với các bạn, khu vực núi mà các chư tăng tu tập thì nằm ở phía sau chùa Ba Vàng. Đây là chai nước mà nhân dân Phật tử cúng dường cho các chư tăng. Đây là nước này mang từ dưới chùa mang lên, chứ ở trên đỉnh núi là không có nước. Ấy thì tôi lại nói tiếp tục với các bạn là khoảng cách từ chùa Ba Vàng lên đến nơi các chư tăng tu tập là 4 km, đi trên đất, đi đường rừng, kể cả ban ngày hay ban đêm các chư tăng có công có việc đều phải đi lại con đường này. Đây là chư tăng đang cung kính quỳ đảnh lễ chư tăng ở trong khu vực núi của chùa Ba Vàng. Đây là căn lều. Đấy, căn lều của chư tăng và một cái nón để khi đi ra ngoài trời mưa trời nắng thì chư tăng đội. Đây là tài sản của chư tăng chùa Ba Vàng là như vậy. Các Phật tử đang cung kính đảnh lễ chư tăng chùa Ba Vàng ở trên đỉnh núi. Thế thì như vậy là toàn bộ trên khu vực núi này là hầu như là cây thông và nhiều loại cây khác nữa, nhưng mà chủ yếu là thông lấy nhựa. Đấy, chủ yếu là thông lấy nhựa. Toàn bộ nơi mà các chư tăng tu tập ăn ở sinh hoạt đây, nhìn về phía thành phố Hạ Long, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nhìn về phía Hải Phòng là không nhìn thấy gì nữa, bởi vì là toàn bộ núi trùng trùng điệp điệp khuất, không nhìn thấy một cái gì cả. Đây là căn lều, tài sản của các chư tăng đây là một căn lều bạt. Ngoài ra còn có một cái đèn pin
để cho các chư tăng di chuyển vào buổi tối. Đấy, các bạn theo dõi đây, hai cái cột nhà phía trên là hai cây tre cao, còn hai cái cột phía dưới là hai cây tre thấp, chỉ vẹn vẹn như vậy thôi. Bốn xung quanh là toàn bộ là bạt dứa che nắng che mưa và một cái đèn pin. Đấy, cái đèn pin này dùng cho chư tăng đi lại buổi tối. Lều bạt này của các chư tăng ở trong rừng không phải là san sát cạnh nhau mà cách xa nhau khoảng 5-70 mét hoặc là 100-200 mét mới có một cái lều như này. Không chư tăng nào ở cạnh chư tăng nào cả, mà nơi quy định của chùa Ba Vàng như thế là để cho các chư tăng tập trung vào việc tu tập cho nó tĩnh, ta gọi là tĩnh tâm đấy, để tu tập. Đây là các Phật tử đang đứng nhìn tham quan và cảm động trước cuộc sống vất vả của chư tăng chùa Ba Vàng tu tập ở trong rừng. Đây là nhân dân Phật tử đang di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác ở trong nơi mà các chư tăng đang tu tập. Nói về các chư tăng tu tập ở trong rừng, hầu như là các chư tăng ăn ở tại trong rừng, rất ít khi các chư tăng xuống dưới khu vực chùa. Đây là toàn bộ nước đây, các bạn đang nhìn đây là nước mang từ dưới chùa mang lên, mà các chư tăng ăn uống ở đây là rất là tiết kiệm, một ngày ăn có một bữa thôi. Đấy, một ngày ăn có một bữa thôi, còn nước uống cũng rất là tiết kiệm chứ không phí. Đấy, thế thì như vậy là khi ở dưới chùa có công có việc, ví dụ như là tu bắt quan trai hay là làm đập đàn trần tế cầu siêu hoặc là các cái đại lễ khác, thì các chư tăng mới xuống dưới chùa để hành lễ, còn lại là các chư tăng ở trên núi này tu tập chứ không xuống dưới chùa. Đấy, đây là toàn bộ nhân dân Phật tử là đang trên đường. Đấy, đang trên đường di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác, nơi của các chư tăng tu tập. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, rất đông các nhân dân và Phật tử của chùa Ba Vàng muốn tham quan và nhìn trực tiếp nơi mà các chư tăng của chùa Ba Vàng tu tập ăn ở sinh hoạt. Khi mình lên đến nơi rồi, mình mới thấy rằng cuộc sống của các chư tăng rất vất vả. Phải nói rằng những người phải có tâm, có trí thì mới ở trên này được. Nắng nôi, bão bùng, gió rét, hầu như là phải ở trong rừng hết. Đây là các bạn đang theo dõi chương trình tham quan nơi của các chư tăng. Đây. Và con khi làm mơ như vậy thì con rất là hoan hỉ, con rất là hạnh phúc. Vì hai cái cây kia thì đẹp lắm ạ. Tuy rằng cây to cây bé nhưng mà đẹp lắm. Các Phật tử cũng thấy là chúng ta ca hát múa hát rất nhiều, lần nào các quý thầy cũng vào ra xem, đúng không? Thế thì chúng ta đi ra siêu thị lần này là xem trong túi đủ tiền mua cái này nhưng nhìn cái khác, để về còn phấn đấu lần sau còn đi tiếp. Đấy, đúng không? Đấy, chúng ta thấy đúng không? Thế là chúng ta ra, chúng ta thấy cái dục gì là chúng ta sẽ tính toán để lần sau đi tiếp. Nhưng các thầy ra thì thấy như thế nhưng mà cũng không động vào đến cái ý chí xuất gia, ý chí thành tựu vô thượng Bồ Đề và ý chí là ích chúng sinh. Mà các thầy ra có cái gì đó, cái tâm nó có bị kết hợp với cái tâm quá khứ thì các thầy về, các thầy lại thanh lý cho nó đi. Thế cho nên nó dần dần là thoát khỏi những tham muốn thế gian, những cái thứ mà thế gian coi trọng thành quả kia, thì các thầy sẽ lém nó xuống làm phân để trồng lên cái cây tứ quả của các quý thầy. Đấy, chúng ta thấy. Đó. Thế nên chúng ta thấy là các thầy cũng đi ra nhưng không giống như chúng ta đi ra siêu thị đâu nhá. Các thầy đi ra cái chỗ mà chúng ta múa hát ấy, rồi đồ ăn đồ uống còn hơn cả siêu thị đi chứ, phải không? Hơn cả lễ hội. Nhưng mà các thầy như thế đấy để chúng ta học tập nhá.
hôm nay ấy thì chúng con vào rừng thì chúng con cũng xin được cúng dường, thì chúng con chỉ xin được cúng dường nước uống thôi ạ. Thì con xin là các quý thầy nhận cho chúng con rồi hồi hướng cho chúng con là làm sao đó cũng được giác ngộ từ cái nhân duyên này, ai đến đây mà rơi những giọt nước mắt thì cũng sớm được duyên lành. Nếu mà những ai muộn già rồi hết duyên không thể đi xuất gia được thì kiếp sau sinh ra làm thân lam tử quay trở lại chùa Hoa Vàng như là lời chú nguyện của các quý thầy. Còn những ai nữa trong kiếp này mà còn có thể có nhân duyên thì có thể đi xuất gia. Thì con thỉnh các quý thầy hoan hỷ nhận cho chúng con và chú nguyện cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa cô chủ nhiệm cùng toàn thể đại chúng, được sự cho phép sư phụ Chư Tăng xin được thọ nhận phần nước uống cúng dường này của các thí chủ. Nguyện nương công đức tu tập cầu đạo Bồ Đề trên sư phụ và đại tăng, xin hồi hướng công đức này nguyện cho các thí chủ được như lời bạch thỉnh mà cô chủ nhiệm mà vừa đại diện bạch thỉnh, thì nguyện cho các tín chủ cũng được kết duyên sâu dày với Tam Bảo, không xa rời Tam Bảo và không xa rời cái nguyện Bồ Đề, được tăng trưởng Bồ Đề, tinh tấn Bồ Đề và tăng trưởng các cái duyên để làm được các cái kịch thiện và các cái thiện pháp. Nguyện cho các tín chủ và các oan gia đại chủ báo oán trên các phương diện cuộc sống, các tín chủ cũng được hóa giải oán kết với các tín chủ và được quay về nương tựa Tam Bảo trên sư phụ và đại tăng, tu hành theo chính pháp, cùng tu hành để cầu quả vị Phật. Nguyện cho các sự nguyện thiện lành của tín chủ được sớm thành tựu viên mãn. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Thường Sư Bồ Tát Ma Tát. Sa thu, sa thu, sa thu.